Rồi hạng mục hôm nay á, là Cùi Bắp sẽ tiếp tục là mở tour cho chiếc xe Future 125 là bảng số 67 An Giang nghe. Ủa 67 An Giang, ừ đúng rồi. Để mình lấy hình nền xe chú này một cái nha. Rồi chú này là chạy kiếm tìm mình nãy giờ. Rồi thì chiếc xe này á, thì chút nữa mình sẽ nói cho chiếc xe này vô những cái đồ gì. Thì xe này là chạy thì khá bốc và êm. Rồi thì xe này là vô bộ số neo, là máy neo chỉ chừa đầu bò của Future 125 thôi. Thì chúng mình sẽ giao lưu với chú, chú xài trên cam dẹp, trên cam tròn cho anh em biết. Thì chúng mình sẽ chạy thử cho anh em thấy là cái bộ số này so với lại những chiếc xe mà bữa giờ mình thử mà Future đèn led số 2 nó hú, còn bộ số này như thế nào, rồi với lại dên đồ như thế nào, thì chút nữa mình sẽ về mình sẽ giao lưu với chú một chút ha. Thì ở đây chú tí kiếm tìm mình bảng số 67 nha anh em, thì mình sẽ lưu lại cái bảng số một cái nè đó anh em ha. Đó. Rồi ha, thì anh em thấy là máy rất là êm. Thì mình coi coi chú là sàn dên, có sàn dên đồ qua hay không. Chắc mình nghĩ nếu mà nồng này thì sàn dên luôn anh em ơi. Nồi đồ, nói chung là xe không có hú số luôn anh em nha. Anh em rõ vậy nha. Thì trong thời gian remap tour này á, mình mở tour cho xe, bữa giờ mình mở cũng nhiều, mình nhận anh em gửi IC lên cho mình, rồi mình sẽ gửi về thì với giá là 300 ngàn. Thì nếu mà qua Tết á, qua Tết Nguyên Đán này thì là cái giá là sẽ là 500 ngàn. Anh em lưu ý cái khoản đó nha. Thì chúng mình sẽ chạy xe cho chú này là chỉ chừa đầu bò là của thằng Future 125 thôi. Thì mình thấy cũng im. Thì chú xài nhông cam như thế nào thì mình sẽ giao lưu thôi. Rồi bộ số neo đó, thì đây là xe của ai thì người đó nhận thôi nha. Thì mình lên clip thì xe ai nè, mà xe này thì chạy coi. Xe này á, là 2019 nha. Rồi chạy được 191.000 rồi nha anh em. Rồi không mất thời gian, mình sẽ chạy về để mình sẽ mở tour cho chú thôi. Rồi thực sự là xe quá nhẹ nhàng, anh em nghe cái tiếng nè. Anh nghe số 2 là anh em có nghe cái tiếng hú giống mấy xe kia không? Số 3 nè. À, thấy không? Anh em thấy có tiếng hú giống như cái chiếc Future 125 không? Rất là êm nha. Đó, đó là lý do tại sao mà mình ra những cái clip mà sàn bộ số neo. Thì anh em giữ y thì cái đặc trưng của nó là cái tiếng hú số là khó chịu nè.
anh em giữ y bộ số neo thì mình có thể sàng qua cho anh em như thế này được nha. Mình có rất là nhiều giải pháp ha. Thì anh em mà muốn sàng máy neo hay sàng chừa lại cái gì hay gì đó, liên hệ với mình thì mình có thể qua làm được. Xe này rất là nhẹ, anh em coi là số 3 nè, số 2 nè, có hú không, số 2 đó, đang số 2 nè, anh em thấy không, rất là nhẹ nhàng. Anh em vô bộ số neo là nó im như vậy đó nha anh em. Rồi rồi, mình là không làm mất thời gian, mình sẽ về mình mở tua cho chú thôi, mình sẽ giao lưu để anh em nó mở tua, mình sẽ giao lưu với lại chú một chút nha. Rồi trong quá trình mà giao lưu thì mình có thể là mình quay cho anh em coi. Rồi ở đây là từ ở Cần Giuộc Long An lên nha anh em, cái đường nè qua cầu Giường chút là tới tiệm mình nè, là qua cầu Rạch Dơi, cầu Rạch Dơi qua rồi thì giờ tới cầu Giường này là tới tiệm mình nha anh em. Rồi qua cầu Giường chạy đâu khoảng 200-300 mét gì nữa là tới tiệm mình nha, cỡ 200 mét. Xe chạy rất là ngon, vô đồ neo chạy rất là ngon nha anh em. Rồi tới tiệm mình nha anh em, nào quay cho anh em rồi nè, từ từ đó, tiệm là bên phải nè anh em, đó rất là dễ kiếm nha. Đó rồi qua đây luôn cho nó trống. Rồi thì cái bản số mấy à, 66 không, Đồng Tháp làm cái bờ lắc xong thấy chạy sao anh? À, xe bốc không? À, chạy đã không? À, rồi rồi. Trước sau gì cái nào cũng ok hết. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi, để mình kết thúc cái video của anh Đồng Tháp ở đây nha. Rồi, khi nào thấy thấy xe lên comment nha. Rồi. Rồi đây là anh ở Lịch Hội Thượng Trần Đề Sóc Trăng nè, mình đã dựng được rồi nha anh. Anh Trương Thanh Thế Thanh The rồi nè. Rồi nha. Thì anh em nào muốn gửi IC cho mình mở tour là mình quất luôn nha. Rồi mình nói luôn với anh em là IC xe mà 2017 đổ lên á, future 2017 đổ lên là mà FI á, future mập á, mới mở tour được. Còn anh em nào mà future mà 2013 đồ là thua nha anh em, là không có mở được. Mã V là không mở được. Mã G01, V21, V71 là về đi nha. Còn ở đây là mình nhận được cái cục này rồi. Ok. Rồi nha. Anh ở Vũng Tàu là khi chạy xong thấy sao? Khi mở tour thấy là cảm giác nó khác hơn ngoài. À là nó cái nhẹ nhẹ không? À số 4 là mình ví dụ mình nhích cái tay ga cái rồi. Là nó giọt lên cái. Rồi cảm ơn anh đã review, thì tối ngày chủ nhật hôm nay có thể là mình lên clip này cho anh coi nha, anh coi bản số rồi. Rồi. Rồi cái anh trai ở Sóc Trăng ơi, cục IC anh gửi ngọn qua là nói lên tới đây rồi thì giờ đã tới nha. Rơm Trương Thanh Thi The nè, Trương Thanh Thế kìa. Ờ là ở Trần Đề Sóc Trăng nè, nhận được rồi nha anh em. Rồi mình sẽ mở tour cho anh ấy, mình gửi về nha, rồi anh yên tâm nha. Rồi còn cái anh ở Đồng Tháp là chắc chạy qua tới giờ rồi. Rồi. Nè chú ơi, nè anh em coi xe của chú ở An Giang nha. Này là coi theo clip mình là sàn đồ neo nè. Rồi loại bỏ được cái tiếng lọc cọc đó luôn nha. Là nói chung là chỉ sử dụng lại cái đầu bò của neo thôi. Đó. Ok nha. Còn bao nhiêu là ổ sử dụng đầu bò của Future 125. Thì mình đã nói rồi, chảo Future 125 đồ á là cái dàn phun Future 125 này nó không phải dở hơn dàn phun của Future neo đâu nha anh em. Rồi và chú thấy là khi mà mình làm vậy là nó có chạy là bốc hơn mấy chiếc Future neo zin không, bốc hơn nó không có bị rung đầu nữa không. Rồi nha, đi coi khoảng 70-80 cầm nhất ra lẹ lắm. Đúng rồi, xe này mình thấy là rất là nhẹ như là độ vậy anh em, rất là đã nha. Rồi đó, như vậy cho anh em biết nha, để rồi có viền em ra mở tour cho. Rồi như vậy thôi là anh em hiểu rồi, nãy mình chạy là anh em hiểu rồi, mình chạy thử rất là nhiều xe mở tour đó thì anh em hiểu rồi nha, không nói nhiều nữa. Thì tiệm mình cũng có bộ số neo luôn, thì anh em nào mà muốn thay thì mình sẽ thay cho anh em trong vòng nhà trong ngày là anh em có thể đi về rồi ha. Cô chú nói chung là rất là im, mà chú là chú này hôm bữa có hỏi mình cái vụ mà khò lốc như là cảo dên rồi vô nè,
Thì xe này là tự chú sàn đồ neo quá, chú coi clip của con quá. Rồi ok ha. Rồi xe này rất là im nha. Rồi vậy là dên neo rồi hết, số neo. Nồi neo luôn. Rồi đầu về đầu future. À cái lồng thì của future neo mà đầu bò thì future 125. Thì bô không móc đồ nhưng mà chạy rất là nhẹ nha anh em. Xe này là bô không móc luôn, chạy rất là nhẹ. Rồi thì hồi nãy là mình chạy là mình cũng kiểm chứng cho anh em là bộ số neo là không hú nè. Rồi, chú thay qua là nó bớt hú rõ ràng đúng không? Im luôn. Như future neo mà chạy bốc hơn future neo luôn nha anh em. Đó, đó là chú cho cái bình luận á nha. Thì sau khi mà mở tour thấy chú cũng vui, mình sẽ cho chú là coi kết quả luôn. Đó, giờ là chú có thể bình luận kết quả trước anh em luôn cho rồi khỏi quay mặt, nói chung là vậy. Rồi như vậy là sơn cam dẹp luôn. Rồi vậy là hai con thằng lằn đồng neo thì xài hai con thằng lằn rồi. Vậy là chú coi clip của mình, vậy là cũng có người làm thành công mà mình cũng vui đó. Rồi ok nha anh em. Rồi đang remap tour nha anh em. Rồi thì hồi nãy giờ đó là cái chú này là cũng coi clip của mình, chú là làm cơ khí thì chiếc xe chạy rất là bốc nha anh em đó. Rồi thì mình giao lưu với chú thì cũng có đôi phần thì cũng có người làm như mình thì được, rồi cũng vui, nói chung là cũng vui. Thì xe chạy rất là bốc, nói chung là vậy. Rồi thì xe chú này mở tour xong chạy còn bốc hơn nữa nha anh em, không có róc gì hết, rất là ngon luôn. Thì xe này là vô đồ neo hết, chừa cái đầu thôi thì mình cảm giác là không có róc, nhưng mà nó cái đầu bò nó làm như là cái nó không có bằng của neo, tại neo là cái đồ kim loại nó tốt hơn là thứ nhất nè, nhưng mà cái thằng này là mở sức bắp sâu hơn anh em, thì nó chạy sẽ bốc hơn neo. Nhưng mà ngược lại á, thằng này mình nói thêm luôn, thì ngược lại thằng này nó chảo nó thì mình thấy là hơi rộng hơn nè, với lại cái mở sức bắp nó anh em thấy bê tông zin ở trên nó có nhấn mắt á, còn phi trần neo đâu có đâu ha, thì nó mở sức bắp là sâu hơn thì nó chạy rất là bốc. Dàn phun xe này là nếu mà anh em sàn máy neo qua chạy rất là ngon, mình bảo đảm anh em luôn nha. Thì xe này không hú luôn, với lại anh em đâu có nghe tiếng cọc cọc đặc trưng của nó đâu ha. Đó thì anh em hiểu rồi đó nè, ấm hiểm luôn ha, rất là ngon nha. Đó xe này là sàn đồ neo rồi đó anh em, thấy chưa. Rồi ok. Rồi nhưng mình chạy về thôi, mình coi test lại cho anh em coi là số 2, mình chứng tỏ là số 2 rồi, nó không hú nè anh em, thấy chưa, thấy chưa, nó có hú cũng như rất là nhẹ, thấy không, như những xe thường thôi. Rồi mình kết thúc với xe này ở đây nha. Rồi remap xong chạy rất là ngon nha.